Dạ vâng, thì cái nhu cầu giải mã của anh rất là nhiều luôn. Nhà em cứ quay con nào hết con đấy, mà thậm chí là chưa kịp quay thì các bác đã gọi điện hỏi rồi. Ở đây thì đang có một con giải mã đời rất là cao, đời gọi là cao nhất của Onkyo nha các bác nhé. Onkyo có mã chính GXTV như các bác bây giờ đấy, 3, 5, 7 và 9. Và 9 thì là dòng đời cao nhất, và đây là dòng dòng đời nâng cấp của Onkyo 9GX. Nó sẽ có phiên bản là 9GX này và 9GXTV. Thì 9GXTV là dòng cao hơn rất là nhiều nha các anh nhá. Đấy, ở phía đằng sau này các bác thấy không? Đấy, quang ra quang vào cho mọi người luôn, kết nối loa, nghe đài FM AM này, các cổng để các bác kết nối. Và hơn nữa một cái điểm đặc biệt đó chính là các bác sau này muốn nâng cấp thành bộ dàn 5.1 thì có thể nâng cấp được, nó giống như kiểu con 7GXTV ấy. Nhưng mà 9GXTV thì đời cao hơn, đấy, chất âm nghe hay hơn. Đấy, cổng kết nối với subwoofer control này, này có cả cổng kết nối sub, các cổng để kết nối với cả cái sub điện nữa. Đấy, Onkyo 9GXTV sử dụng điện 100V, công suất của cục là 65W, được sản xuất tại Nhật nhé. Đấy, tổng quan của cả cục này. Đấy, rất là nhiều chi tiết cho mọi người luôn, nghe nhạc qua điện thoại, máy tính, cổng quang. Đấy, sau muốn nâng cấp lên bộ dàn nó cũng dễ. Đấy, hiện tại đây thì em đang cho chạy chế độ là cổng quang nhá. Đấy, mặt xanh này, cao cấp này. Thì vừa rồi là một đoạn chất âm từ quang ra nhá. Mọi người mà kết nối từ tivi ra nữa thì tiếng của nó sẽ hay và chi tiết cho mọi người luôn. Nó giúp bảo vệ tốt cho cái tivi của nhà các anh rất là nhiều. Đấy, thì con này thì bình thường ra thì con này thì em thử CD rồi, nó không chạy CD thì em để cho bác giá là không chạy CD nhá. Con này em để cho bác giá là 1.690.000, bằng giá của những con đời thấp luôn nhá, mà mặc dù đây là đời cao cao nhất luôn rồi. Đấy, để cho này nó hơi bị mờ một tí xíu thôi. Đấy, con này thì đời cao nhất các bác biết rồi đấy, 3579 thì đời 7 em quay gọi là cũng thường xuyên luôn, nhưng đời 9 ít lắm. Đời 9 thì mẫu mã của nó cũng khá là đa dạng, nên các bác thấy là phù hợp với mình con nào thì mình có thể lựa chọn luôn nhá. Đấy, mọi chi tiết liên hệ với em theo số điện thoại là 0966 594 581, địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ.
Dạ vâng nhé, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại.